Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 0.05 token có hiệu là DIXT. Một token này giá khoảng 1.000 đô đã list sàn Uniswap, đã có mặt chính của Capco nha các bạn. Trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mở Telegram bấm start chatbot này bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Join một kênh. Các bạn bắt đáp lời. Rồi đi website của nó các bạn vào tìm hiểu nha các bạn. Rồi bấm đáp lời, rồi bấm nút chat. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Con này chạy trên tảng EC20. Rồi bạn lướt cấp sang các bạn. 6VN4. Sáu về A các bạn. N4. Z A. Z A 5. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tiếp tục cũng join kênh group nữa nè. Rồi bạn bấm đáp lên các bạn. Các bạn bấm don. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng join tiếp kênh seller nha các bạn. Tập càng đã list trên Uniswap này các bạn. Rồi bấm đáp lên các bạn. Rồi bấm don. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter các bạn. Rồi đây là dự án via Shift Valency. Trước kia dự án này mình đã có làm chưa ta? Chưa các bạn. Rồi các bạn theo dõi và tao quyết lại các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn bấm don. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa các bạn. Rồi bạn bấm đăng ký nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ nhà xe 20 bên địa chỉ chúc wallet myser wallet các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm balance để check số cần kiếm được nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.005 token nè các bạn. Các bạn bấm vào cái link để liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình cũng đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.